Bạn đang nghe từ Phonos Trong phòng chờ với bác sĩ Win Tác giả bác sĩ Win Huỳnh Trần Tác giả cuốn sách từ kiến trúc sư thành bác sĩ tại Hoa Kỳ Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn VietMD.net Nhà xuất bản Thế giới Lời nói đầu Bạn tự hỏi, nhụy hoa nghệ tây có chữa được ung thư? Bạn thắc mắc mình nên bổ sung vitamin như thế nào là đủ? Bạn nghe nói phải giải độc gan mới tốt cho cơ thể? Và hàng ngàn câu hỏi nghe nói khác có thể đang thắc mắc, nhưng chưa biết nên tìm hiểu thông tin ở đâu mới đúng. Cuốn sách trong phòng chờ với bác sĩ Win sẽ giúp bạn trả lời một phần những thắc mắc này dựa trên các khuyến cáo khoa học các bạn nghiên cứu và phương pháp chữa trị mới nhất từ hoa kỳ ngoài ra sách cũng sẽ giúp bạn hình dung những câu hỏi đơn giản về sức khỏe khi gặp bác sĩ giúp bạn nhận ra những thời điểm mình cần phải đi thăm khám thuốc nào hay phương pháp nào có bằng chứng khoa học đáng tin cậy qua cách viết đơn giản dễ hiểu sách cũng sẽ cung cấp kiến thức thông tin giúp bạn tự chăm sóc cơ thể mình tốt hơn qua việc hiểu biết thêm về các bệnh thường gặp linh tham khảo trích dẫn khoa học có căn cứ của mỗi bài viết đều được đính kèm trên ứng dụng đây cũng là cách để bạn làm quen với việc tìm hiểu thông tin chính thống thay vì tin theo các bài viết trôi nổi khác trên mạng xã hội hoặc chỉ nghe nói lúc còn bé khi tôi theo ba tôi đi khám bệnh tại sài gòn ngồi chùm hỗn bên ngoài hành lang phòng khám của bác sĩ. Tôi ước gì có cuốn sách nào đó để đọc, để biết thêm về bệnh, để biết mình nên hỏi những gì khi lát nữa vào gặp bác sĩ và để giết thời gian. Vì vậy tôi quyết định xuất bản cuốn sách này là tập hợp những bài viết trên trang Facebook của tôi trong nhiều năm, hy vọng giúp ích được phần nào cho bạn đọc, sẽ được bạn đọc chào đón và chúng ta sẽ có trong phòng chờ những phần kế tiếp Phó giáo sư bác sĩ Win Huỳnh Trần, Los Angeles, Hoa Kỳ. Phần 1. Hóa giải lời đồn Một, Nhụy hoa nghệ tây có giúp làm trắng da hay chữa ung thư? Một số bạn hỏi tôi, nhụy hoa nghệ tây saffron có tác dụng như thế nào trong quá trình làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa, chữa ung thư và các bệnh khác? Tôi sẽ chỉ ra những tác dụng của nhụy hoa nghệ tây và những nguy hiểm có thể dẫn đến chết người nếu bạn lạm dụng loại dược thảo này. Hoa nghệ tây là loại hoa thường mọc ở xứ sở ngàn lẻ một đêm như Iran, Iraq và một số nước Trung Đông khác từ hàng ngàn năm trước. Nghệ tây là loại cây có củ, thuộc họ Iridaceae, cao khoảng 15 đến 20 cm và hoa có màu tím. Cây thường nở hoa từ tháng 10 đến tháng 11. Mỗi bông hoa nghệ Tây chỉ có ba nhụy, có hương thơm khác lạ. Để có một pound, sắp xỉ 0,454 kg nhụy hoa khô, cần phải lấy từ khoảng 75.000 bông hoa. Từ lâu, nhụy hoa nghệ Tây đã được dùng làm gia vị vì nó có mùi cỏ khô và thoáng vị ngọt. Ngoài công dụng làm gia vị, nó còn được dùng làm thuốc các tài liệu y học ghi lại công dụng nhiều nhất của nhụy hoa nghệ Tây trong chữa trị trầm cảm và mất trí nhớ. Gần đây rộ lên phong trào dùng nhụy hoa nghệ Tây để chữa ung thư, làm trắng da, nói chung là chữa bách bệnh. Tra cứu trên pubmed.gov với từ khóa Saffron cho ra gần 1.700 kết quả, hay từ khóa Crocus sativus cho ra gần 1.200 kết quả về nhụy hoa nghệ Tây. Một trong số những tài liệu nghiên cứu đáng tin cậy nhất về nhụy hoa nghệ Tây, theo tôi là tài liệu từ nhóm tác giả Mosiri, người Iran, một trong những quốc gia nổi tiếng về sản xuất và xuất khẩu loại thảo dược này, xuất bản năm 2015, tổng hợp các nghiên cứu về tác dụng của loại thảo dược này, bao gồm Tám nghiên cứu về bệnh trầm cảm cho thấy tác dụng tích cực của nhụy hoa nghệ Tây tương đương với thuốc trầm cảm. Một số nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ Alzheimer cho thấy nhụy hoa nghệ Tây hiệu quả như thuốc Aricep trong việc cải thiện tạm thời trí nhớ. Hai nghiên cứu về ngứa cho thấy uống nhụy hoa nghệ Tây giúp giảm ngứa. Một số nghiên cứu về giảm cân và bệnh tiểu đường cho thấy nhụy hoa nghệ Tây có những tác dụng tích cực nhìn chung nhụy hoa nghệ tây có thể có tác dụng chống trầm cảm làm chậm quá trình mất trí nhớ giảm thiểu triệu chứng tiền mãn kinh nhụy hoa nghệ tây cũng có thể có tác dụng kháng viêm qua kết quả đã được thử nghiệm một số nghiên cứu khác cho thấy thảo dược này có thể ức chế tế bào ung thư xương trong ống nghiệm tuy nhiên không có bất kỳ nghiên cứu ung thư nào trên người được thử nghiệm với nhụy hoa nghệ tây và việc dùng nhiều nhụy hoa nghệ tây cũng có những tác dụng phụ rất nguy hiểm webmd từng chỉ ra như sau tác dụng phụ có thể có như khô miệng hồi hộp nhức đầu buồn chán nôn mửa táo bón phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở một số người nhụy hoa nghệ tây có thể an toàn nếu sử dụng với liều như gia vị trong nhiều tuần nhưng người dùng sẽ ngộ độc nếu ăn hay uống nhị hoa trên mức 5 gram, thậm chí có thể gây tử vong nếu sử dụng liều cao 12 đến 20 gram. Như vậy, nhụy hoa nghệ Tây có thể xem như một dạng thuốc nam với những công hiệu nhất định trong chữa trị trầm cảm, nếu dùng đúng cách, nhưng có thể gây nguy hiểm nếu dùng quá liều. Loại thảo dược này không có tác dụng chữa trị ung thư như quảng cáo và cũng không có tác dụng làm trắng da hay chữa viêm da cơ địa. Một điểm quan trọng khác là nhụy hoa nghệ Tây rất đắt, nên nhiều nơi đã sản xuất nhụy hoa giả, trộn lẫn tạp chất. Tác dụng phụ vì vậy sẽ càng tăng lên, dẫn đến nhiều khả năng nguy hiểm cho người sử dụng. 2. Sữa có thật sự gây loãng xương vai trò của canxi trong sữa đối với xương trước tiên cần khẳng định rằng sữa và loãng xương là một chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua và đến nay vẫn chưa tới hồi kết vậy thế nào là loãng xương xương của chúng ta luôn hoạt động mỗi ngày cơ thể hủy đi xương cũ và tạo ra xương mới vào đúng vị trí Càng lớn tuổi, lượng xương bị phá hủy nhiều hơn lượng xương được tạo ra để thay thế. Khi đó chúng ta có thể mất quá nhiều lượng xương và mắc chứng loãng xương. Sức khỏe của xương phụ thuộc vào hai thành phần dinh dưỡng chính là canxi và vitamin D. Khoảng 99% canxi trong cơ thể người được lưu giữ trong xương, răng và canxi là một thành phần chính trong cấu trúc xương. Vitamin D quan trọng trong việc phát triển và duy trì sức khỏe của xương. Tầm quan trọng của dinh dưỡng với sức khỏe xương đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học. Tăng thêm canxi, dạng viên uống hay sữa vào thành phần dinh dưỡng sẽ làm tăng lượng xương. Ước tính tăng 10% lượng xương có thể giảm rủi ro gãy xương do loãng xương đến 50%. Vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo thêm canxi và vitamin D trong chế độ dinh dưỡng nhằm bảo vệ sức khỏe xương sữa bò là một nguồn dinh dưỡng tốt và có thể cung cấp một lượng canxi và vitamin d dồi dào vì vậy không ngạc nhiên khi nhiều người đánh đồng uống sữa là tăng sức khỏe xương thực tế có nhiều nguồn dinh dưỡng khác cũng cung cấp canxi và vitamin d tại sao lại cho rằng uống sữa gây loãng xương câu chuyện bắt đầu từ lý thuyết axit base cân bằng sữa gây ra axit hóa cơ thể vì vậy sữa làm mất canxi thay vì cung cấp canxi cho cơ thể trong sữa có nhiều sản phẩm protein dễ tạo ra axit hóa canxi là một chất trung hòa axit vậy nên nhiều protein có thể khiến canxi từ xương mất đi do phải trung hòa lượng axit dư trong cơ thể việc này dẫn đến loãng xương về lý thuyết, các nhà nghiên cứu cho rằng cơ thể bị axit hóa thông qua đo lường pH trong nước tiểu. Tuy nhiên, năm 2011, Fenton và các cộng sự cho thấy không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào hỗ trợ lý giải này. Nghiên cứu của Fenton đặt dấu chấm hết cho lý thuyết acid-base cân bằng và sửa gây loãng xương. Tuy nhiên, lý thuyết acid-base này cũng khiến các nhà khoa học cẩn trọng hơn trong việc khuyến khích uống sữa như nguồn cung cấp canxi. Thay vào đó, họ khuyên uống sữa có hàm lượng chất béo thấp và dùng nguồn dinh dưỡng đa dạng để cung cấp canxi. Uống sữa nhiều có thật sự tốt? Một nghiên cứu khác năm 2014 tại Thụy Điển cho thấy, nếu uống nhiều hơn 3 ly sữa một ngày có thể tăng rủi ro về bệnh tim mạch ung thư và tử vong. Nghiên cứu này cũng bị chỉ trích vì không đủ bằng chứng thuyết phục, nhưng cũng đặt ra câu hỏi, liệu uống nhiều sữa có thật sự tốt? Sữa không gây loãng xương như tin đồn, nhưng uống quá nhiều sữa cũng không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, có nhiều nguồn dinh dưỡng giàu canxi chứ không chỉ riêng sữa bò, và khi chọn sữa, chúng ta nên lựa chọn loại sữa có hàm lượng chất béo thấp bốn cách cải thiện sức khỏe xương Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo các hoạt động giúp cải thiện sức khỏe xương bao gồm một Chế độ ăn cân bằng giàu canxi và vitamin D, bao gồm sữa có hàm lượng chất béo thấp và thức uống bổ sung canxi. 2. Tăng cường hoạt động thể chất 3. Không sử dụng chất kích thích và duy trì lối sống lành mạnh. 4. Khám sức khỏe định kỳ. 3. Uống collagen có giúp làm đẹp da. Tháng 1 năm 2019, tạp chí Le Journal du Dimanche Viết tắt là GDD, có đăng một bài đánh giá khá thú vị về các nghiên cứu uống collagen có tác dụng trẻ hóa da. Bài đánh giá phân tích tổng hợp 11 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên trên 805 bệnh nhân uống collagen, trong đó có 8 nghiên cứu dùng collagen hydrolysate, 2 nghiên cứu dùng collagen tripeptide và 1 nghiên cứu dùng collagen tripeptide. Kết quả cho thấy bệnh nhân uống collagen có tác dụng đáng kể trong việc tăng độ săn chắc của da, độ trẻ hóa và phục hồi vết thương. Đọc kỹ toàn bộ bài viết trên JDD sẽ phát hiện thấy một số thiếu sót về tính thống nhất trong đánh giá kết quả. Một số bài đo độ nhăn da xung quanh mắt trong khi bài khác dùng thang điểm lành vết loét. Thời gian theo dõi kết quả trong những nghiên cứu này khá ngắn, vài tháng Tuy nhiên, đây là những nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về collagen và cả 11 nghiên cứu đều cho thấy không có tác dụng phụ đáng kể khi uống collagen. Vậy chúng ta có nên uống collagen? Collagen là thành phần quan trọng trong da, xương và mô. Collagen chiếm 75% khối lượng khô của da và là thành phần chính tạo thể tích và hình dáng của da. Trong cơ thể người, mật độ collagen giảm dần theo thời gian, kéo theo sự mất đàn hồi của làn da và các mô kết nối trên cơ thể. Có khoảng 28 loại collagen trong cơ thể, thông dụng nhất là loại 1 trên da. Collagen liên tục được tái tạo và mất đi mỗi ngày. Collagen có trong nhiều thức ăn, chủ yếu từ cá, thịt sụn, trái cây, họ cam quýt. Nước súp xương như nước da vào bún, phở cũng có nhiều collagen. Trái cây và rau quả tươi cũng là một nguồn collagen đáng kể. Khi chúng ta ăn, uống, phần lớn 90% thức ăn chứa collagen bị phân hủy khi qua dạ dày và ruột non thành các amino acid nhỏ hơn hấp thụ vào máu. Một số nghiên cứu cho thấy cơ thể dùng các amino acid mới bị phân hủy từ collagen trong thức ăn để xây mới và tái tạo collagen. Loại collagen thực phẩm chức năng bán trên thị trường cũng có thể là một lựa chọn tốt nếu như sản phẩm sản xuất từ nơi uy tín. Cần lưu ý rằng, cục dược phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA không kiểm soát thực phẩm chức năng, nên nhiều nơi trên nước Mỹ sản xuất collagen chất lượng không rõ ràng và bán tràn lan trên mạng. Uống nhiều collagen có thể gây đầy hơi, chướng bụng và khó đại tiện. Chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu về collagen. Trong khi chờ đợi, bạn có thể tự làm tăng collagen cho mình một cách tự nhiên với thức ăn chứa nhiều collagen, thậm chí có thể dùng thực phẩm chức năng ở mức độ vừa phải. 4. Tiêm tế bào gốc có giúp chữa bệnh khớp gối? Tế bào gốc là gì? Tế bào gốc là tế bào sinh học có khả năng phát triển thành các loại tế bào khác trong cơ thể, khả năng biệt hóa. Tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta chẳng hạn như tóc, da, xương đều bắt nguồn từ tế bào gốc. Có bốn loại tế bào gốc thông dụng là tế bào gốc trưởng thành, tế bào gốc phôi, tế bào gốc thai và tế bào gốc vạn năng gọi tắt là ips trong trị liệu và thí nghiệm tế bào gốc trung mô gọi tắt là msc là loại phổ biến nhất do có nhiều trong xương và mỡ hiện nay tế bào gốc trung mô còn được sản xuất từ tế bào gốc vạn năng mỗi ngày cơ thể chúng ta cần hàng triệu triệu tế bào mới để thay thế các tế bào chết khi một nơi trên cơ thể chúng ta bị tổn thương hay hao mòn như bên trong thành ruột hay lớp da bên ngoài, các tế bào gốc sẽ phát triển thành các tế bào thay thế, đảm bảo cơ thể chúng ta tiếp tục vận hành. Chính vì đặc điểm kỳ diệu này mà tế bào gốc đã tạo hứng khởi nghiên cứu cho các chuyên viên ngành y, nhất là trong lĩnh vực chống lão hóa, ung thư, đau nhức khớp và y khoa phục hồi tái tạo. Vì sao chúng ta bị đau khớp? Có trên 100 dạng viên khớp có thể khiến chúng ta bị đau và giảm chức năng vận động. Điểm chung của tất cả các bệnh khớp là tổn thương của lớp sụn bảo vệ ở chỏm đầu xương, từ từ dẫn đến bào mòn lớp sụn và hai xương ở hai đầu khớp sẽ đụng vào nhau, khiến chúng ta bị đau thay vì có lớp sụn bảo vệ. Tương tự như bánh xe bị mòn lớp, khiến vành bánh xe cọ vào mặt đường kêu ken két. Viêm khớp do thoái hóa, còn gọi là OA, osteoarthritis, là loại viêm khớp phổ biến nhất do tuổi tác. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây cho thấy viêm khớp OA không chỉ đơn giản là do tuổi tác, mà còn do nhiều yếu tố khác như các bệnh mãn tính, cân nặng, giới tính. Các liên kết thụ thể dạng viêm như IL-1B, TNF-alpha hay IL-6 đều tăng trong viêm khớp dạng này. Dùng tế bào gốc chữa viêm khớp thế nào? Vì tế bào gốc có thể phát triển thành nhiều tế bào khác nhau, nên trên lý thuyết, dùng tế bào gốc để chữa viêm khớp, nhất là giúp tái tạo lớp sụn bị tổn thương là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, tế bào sụn phát triển phức tạp hơn chúng ta nghĩ các tế bào sụn chỉ chiếm khoảng 5% phần sụn khớp. Phần còn lại của sụn khớp gồm collagen, chất kết nối, nước và chất nhờn. Tế bào sụn sống dựa vào thẩm thấu dinh dưỡng, không có dây thần kinh hay mạch máu hỗ trợ. Tế bào sụn phát triển từ tế bào gốc trưởng thành. Loại phổ biến nhất là tế bào gốc trung mô, gọi tắt là MSC. Chính vì vậy, tiêm tế bào gốc trung mô thay vì các loại tế bào gốc khác được xem như một giải pháp tối ưu. Một điểm khác nữa là tế bào gốc trung mô có khả năng biệt hóa, nghĩa là biến thành các tế bào khác, hạn chế, thường chỉ thành tế bào xương, sụn và mô mỡ. Những điểm đặc thù của tế bào sụn khiến cho việc tiêm tế bào gốc MSC thẳng vào khớp nhằm kích thích tái tạo tế bào sụn không hề đơn giản. Nhiều câu hỏi đặt ra như làm sao chúng ta biết chắc tế bào gốc msc khi tiêm vào sẽ ngưng quá trình biệt hóa ở tế bào sụn hay tế bào gốc msc tiếp tục phát triển thành các tế bào khác như tế bào xương hay mỡ việc chữa viêm khớp sẽ không có tác dụng khi chúng ta không thể tái tạo tế bào sụn chúng ta có thể làm khớp đau hơn do sản sinh ra thêm tế bào xương hay tế bào mỡ hiện nay hàng trăm nghiên cứu dùng MSC tiêm vào khớp cho ra những kết quả trái ngược nhau. Nghiên cứu từ tổ chức y tế Mayo Clinic cách đây vài năm cho kết quả khả quan, hai năm sau các nghiên cứu độc lập lại không cho thấy sự khác biệt giữa tiêm và không tiêm tế bào gốc MSC trong chữa trị viêm khớp. Hội đồng khoa học và sức khỏe Hoa Kỳ viết tắt là ACSH thẳng thừng bác bỏ các nghiên cứu về tế bào gốc MSC trong trị liệu viêm khớp gối cho rằng phương pháp này tốn kém. Các phân tích tổng hợp gần đây, năm 2019, cho thấy MSC có hiệu quả rất ít trong việc cải thiện viêm khớp. Một nghiên cứu tổng hợp năm 2018, 35 nghiên cứu trên 2.385 bệnh nhân cho thấy tế bào gốc MSC cải thiện đau khớp nhưng không cải thiện nhiều dung lượng sụn Quan trọng hơn, rất nhiều nghiên cứu về tế bào gốc bị ảnh hưởng từ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tế bào gốc chữa viêm khớp ngày càng nhiều. Gần đây nhất, một nghiên cứu đối chứng giai đoạn 3 trên 480 người tại Bệnh viện Đại học Emory dùng MSC để chữa OA. Kết quả sẽ được công bố năm 2021. Nếu tôi bị đau khớp, tôi có nên tiêm tế bào gốc? đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần phải biết mình viêm khớp dạng nào các dạng viêm khớp khác nhau cần phương pháp chữa trị khác nhau nếu bạn bị viêm khớp do bệnh gút hay phong thấp thì phương pháp chữa trị hoàn toàn khác hiện nay dùng tế bào gốc msc chủ yếu chữa viêm khớp do thoái hóa gọi tắt là oa thêm nữa các tế bào gốc msc hiện nay đa số trích xuất từ chính cơ thể của chúng ta mô mỡ hay xương nên việc lấy tế bào gốc phải được thực hiện tại các cơ sở chuyên khoa, tránh bị tai biến hoặc nhiễm trùng. Cục dược phẩm Hoa Kỳ hiện nay vẫn chưa chấp thuận dùng tế bào gốc MSC để chữa viêm khớp do thoái hóa. Vì vậy cần cẩn thận trước khi muốn dùng thử phương pháp này. Các bạn nên thử các phương pháp khác để chữa viêm khớp OA như tiêm steroid, giảm cân, uống thuốc, vật lý trị liệu hay dùng các thuốc dạng kem bôi trước khi quyết định dùng tế bào gốc. 5. Giải độc gan, những đồn đoán và sự thật Dạo một vòng Facebook, TV, Internet, báo chí, bạn sẽ bắt gặp không ít quảng cáo các thuốc giải độc gan và giải độc cơ thể hẳn bạn sẽ thắc mắc vì sao hiện nay nhiều người bị nhiễm độc quá gan mình có thật sự bị nhiễm độc không uống thuốc giải độc gan có thật sự tốt gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất và làm việc chăm chỉ nhất từ khi chúng ta sinh ra đến khi mất đi gan có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đó vai trò giải các chất độc tích tụ trong cơ thể là quan trọng nhất các chất độc ở đây thường là vi khuẩn rượu chất thải từ tế bào, thuốc lá, dược phẩm các loại như trị bệnh mãn tính, các loại mỡ thừa, vitamin liều cao vân vân. Thông thường các chất độc vào gan qua đường ruột, hấp thụ vào máu và được dẫn đến gan liên tục. Gan giải độc bằng cách lọc những chất này, làm chất độc hòa vào nước và thải ra ngoài bằng đường tiêu hóa hoặc tiết niệu. Lời đồn đoán thứ nhất, giải độc gan Tốt cho mọi người. Ở người khỏe mạnh, gan có thể lọc hết các chất độc mà không còn tích tụ lại gì bên trong. Vì vậy không cần phải uống thuốc giải độc nếu bạn khỏe mạnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa gan bị nhiễm độc là không ăn uống các chất độc như đã đề cập ở trên. Gan chúng ta được tạo ra để làm rất tốt việc thanh lọc tiến sĩ stella L. Vop từ bệnh viện đại học drexel tại philadelphia nhấn mạnh không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc thanh lọc là có lợi cho sức khỏe người uống rượu bia thường xuyên hoặc bị các bệnh mãn tính về gan như viêm siêu vi b c hoặc bệnh miễn nhiễm chức năng thanh lọc bị suy giảm do các tế bào gan bị tổn thương các chất độc do đó có thể tích tụ theo thời gian làm tổn thương gan nghiêm trọng hơn tuy nhiên gan có thể tự phục hồi nếu các chất độc vào gan giảm đi như trường hợp bệnh nhân bỏ rượu bia hoặc chữa khỏi viêm gan siêu vi trong trường hợp gan bị tổn thương và chức năng lọc bị yếu đi có một số thảo dược được cho là giúp thanh lọc gan mặc dù có rất ít các nghiên cứu lâm sàng chứng minh cho điều này Bác sĩ Andrew Way, chuyên viên dinh dưỡng và giám đốc trung tâm y khoa tổng hợp bệnh viện Đại học Arizona cho biết, có hai loại dược thảo có thể có tác dụng tốt trong trường hợp gan bị tổn thương. Đó là chiết xuất từ hạt cây kế sữa Milk và ngũ vị tử Schizandra. Chất silibum, chiết xuất dưới dạng silibinin, thường thấy trong nhiều loại dược thảo được quảng cáo giúp giải độc gan vì vậy nếu bạn muốn mua dược thảo thật sự có tác dụng với gan thì nên tìm tên dược chất này hạt ngũ vị tử được dùng nhiều trong thuốc bắc và có tác dụng nhất định đối với bệnh về gan một số nghiên cứu trên động vật cho thấy tác dụng của hạt này trong việc bảo vệ gan khỏi tích mỡ lời đồn đoán thứ hai nhiều bệnh phát sinh do độc tố trong gan tích tụ Thực tế không đúng. Các công ty thực phẩm chức năng và các nhà thuốc hay viện cớ này để quảng cáo sản phẩm và khuyến khích mọi người uống thuốc giải độc gan ngăn ngừa bệnh. Bác sĩ Wild đã chỉ ra rất nhiều bệnh không phải do độc tố trong gan tích tụ. Trong một số trường hợp ngược lại, các bệnh lý này có thể dẫn đến tích tụ thêm độc tố trong gan, nên nếu chỉ uống thuốc giải độc gan mà quên tìm ra căn nguyên của bệnh thì rất nguy hiểm. Lời đồn đoán thứ ba, thuốc giải độc gan không có tác dụng phụ. Hàng năm, số lượng bệnh nhân bị ngộ độc gan do dùng thuốc bổ khá nhiều, chiếm đến 10 đến 16% trong tổng số các ca tổn thương gan theo thống kê của Dueling. Drug induced liver injury network. Nói cách khác, cứ 10 bệnh nhân bị tổn thương gan tại Mỹ do thuốc thì có một bệnh nhân là do tự uống thuốc bổ giải độc gan. Trái với dự đoán uống thuốc bổ gan tốt cho gan, nghiên cứu từ trường y khoa Hawaii cho thấy, dùng nhiều các loại thuốc bổ có thể gây tổn hại đến gan. Các loại dược thảo thường gây tổn thương cho gan điển hình là thảo dược thiên ma, chi hồ tiêu, trà xanh đậm đặc. Lưu ý là trà xanh đậm đặc chứ không phải là trà xanh thường. Lời đồn đoán thứ tư, thuốc giải độc gan là thuốc đã được chứng nhận từ các cơ quan chức năng. Hiện nay, thuốc giải độc gan bán trên thị trường Mỹ và Việt Nam thường là thuốc bổ, thực phẩm chức năng và vitamin. Do đó không cần sự kiểm soát của các cơ quan chức năng như FDA tại Mỹ. Vì vậy bạn nên tìm hiểu kỹ loại thuốc bổ mình sẽ mua vì nó có thể có những tác dụng phụ nhất định trong khi tác dụng chính thì chưa được chứng minh tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình nhất là trong trường hợp bạn có bệnh về gan tóm lại nếu bạn khỏe mạnh và không có các bệnh về gan thì không cần phải giải độc mà nên phòng ngừa chất độc bằng cách duy trì nếp sống cân bằng điều độ mỗi ngày uống nhiều nước ăn nhiều rau quả trái cây tươi không sử dụng chất kích thích trong trường hợp bạn mắc các bệnh về gan bạn nên tìm cách chữa bệnh hơn là dùng thuốc giải độc gan vì thực phẩm chức năng không phải thuốc chỉ là giải pháp tạm thời nguy hiểm hơn do tâm lý đã có thuốc giải độc bảo vệ gan nên nhiều người chủ quan lại càng uống nhiều bia rượu sử dụng các chất độc hại nhiều hơn dẫn đến tổn thương gan thêm nghiêm trọng bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách để nghe phần còn lại bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.